những cái điều đó. Và em không cam tâm những cái sự an phận của chồng em. Và đôi lúc cái vấn đề đó nó lại là những cái mâu thuẫn giữa vợ chồng. Sến quá vậy thôi đồng ấy, mình qua tour đi anh. Em biết không, trên trái đất có những phụ nữ như em, tình yêu mới chết dần đó chị. 10 năm rồi còn cái gì nữa đâu. Còn mình cái gì ơi, nữa đâu à? Ta cưới lại nhé. Ừ. Hãy tập trung vào chủ đề đi nào. Em yêu à? Sao tôi muốn lướt cặp ghê vậy? Để tập trung lại. Dạ. Bắt đầu xả hề ra. Điều này là muốn nói từ lâu lắm rồi. Cái gì mặc cảm không có nói. Anh mặc cảm á? Bị bệnh á, cái mặt nó bị cảm. Em đừng có để anh xả hề hoài. Tôi đề nghị làm vị dạ cho anh ta được tập trung bình tĩnh một bữa coi nè. Là anh xin lỗi em. Cái khoảng thời gian mà vừa cưới em về á, em cũng trẻ mà anh cũng trẻ. Anh nghĩ là nhiệm vụ của chồng là chỉ biết đi làm, kiếm tiền về rồi nuôi em, nuôi gia đình, vậy là đủ. Anh không nghĩ là em có trách móc sau anh đi mà đi cái 12 giờ 1 giờ về. Thật ra thì em không hiểu được anh, là lúc đó là anh phải làm mới có tiền nuôi vợ, nuôi con. Thì thật ra là sau giờ làm thì có những buổi ăn với những sếp cái này nọ, em nằm ở nhà. Thì lúc đó anh không có nghĩ đó là cái vợ là phải hiểu cho chồng những chuyện đó. Nhưng mà thật ra thì qua khoảng thời gian đó thì cứ liên tục, khoảng khi mà em bắt đầu có bầu, em bắt đầu để ý em hơn, về sớm hơn, tranh thủ khoảng thời gian cho vợ nhiều hơn. Thì đó từ từ mới cảm được. Rồi khi đó em sinh cho anh hai đứa con trai, với lại em sinh mổ. Mà lúc không phải được như bây giờ. Anh lại xin lỗi em lần nữa là những cái lúc mà em vượt cạn, anh không có được đứng bên cạnh em để mà cổ vũ em. Thật ra lúc em sinh mổ phải tách riêng anh ra ngoài, rất anh lo lắm. Khi mà em sinh được cho anh hai đứa con kháu khỉnh, mọi người đều đổ dồn vô đứa con hết. Lúc đó anh cũng đổ dồn đứa con hết. Tất cả mọi người đều đổ dồn vô hết. Em mới là nhiều chịu khổ nhiều hơn. Tất cả mọi người đều hỏi đứa con thế nào nào nào, không ai hỏi em điều đó hết. Anh lại xin lỗi em lần nữa. Vậy tới bây giờ anh hứa với em, anh sẽ dành thời gian cho em và gia đình nhiều hơn. Hãy nhận lời xin lỗi của anh nha. Tình yêu của hai bạn vốn dĩ nó đến từ cái sự quý mến nhau về cái sự duyên dáng của đối phương. Nói ra những cái câu làm cho cái người đối phương phải xao xuyến vì cái sự thông minh của mình. Hai bạn yêu vội, lấy nhau cũng vội, ở những cái độ tuổi còn chưa chín chắn. Đúng như chị Thúy Hạnh nói là hai bạn chưa có xài trọn vẹn cái thanh xuân của mình. Cái sự chênh lệch trong cái tình yêu của hai bạn nó xuất phát từ việc Vĩ Dạ là một cô bé cầu toàn và có khát vọng nhiều hơn bạn. Bởi vì cái thanh xuân của cô ta dừng lại ở tuổi 21. Cô ta chưa có cái cơ hội được tận hưởng những điều tuyệt vời hơn cô ta đã từng gặp. Nên cô ta muốn người đàn ông của mình phải có nhiều hơn, nhiều hơn. Một góc độ nào đó tôi lại đồng tình với Vĩ Dạ. Tại vì tôi tin là Hứa Minh Đạt sẽ có thể tốt hơn như thế. Và tôi tin rằng là chỉ cần bạn để ý hơn một tí, bạn khát vọng hơn một tí, bạn sẽ hoàn toàn có thể xây dựng gia đình bạn hạnh phúc hơn. Bởi vì bạn đang có thể tốt hơn bạn hiện tại. Tin tôi đi. Ai...
sợ, em sợ, em rất rất sợ phải giống như là để cho khán giả và tất cả mọi người thấy được cái điểm yếu của mình. Em có điểm nào đâu yếu? Em nghĩ em có điểm mạnh hả? Em rất sợ phải để cho mọi người thấy được cái cảm xúc thật của mình. Em rất rất sợ điều đó. Biết nói gì giờ ta? Thiệt sự mình nói chuyện người ta thì mình lanh lắm, nhưng mà đụng tới chuyện của mình không biết nói gì luôn. Thật ra đơn giản, em vẫn yêu anh ta, nhưng em muốn anh ta ở một phiên bản tốt hơn vậy thôi. Nói như vậy có nghĩa là Hương Minh Đạt đang không biết biến mình thành phiên bản tốt nhất của mình. Tại vì bạn hoàn toàn có thể tốt hơn như thế rất 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 nhiều. Tôi nghĩ như vậy. Bởi vì Hương Minh Đạt em yêu, cách đây 10 năm là một Hứa Minh Đạt rất lửa nghề, rất có tài, và trong mắt em không ai có thể thay thế được anh Đạt. Và cái điều mà em khát khao nhất ở chồng em đó là em được cảm, em muốn được nhìn thấy chồng em thành công trong cái sự nghiệp của anh. Bởi vì chồng em không phải là một người bất tài, cho nên là giống như là nói, em không cam tâm như cái điều đó, và em không cam tâm như cái sự an phận của chồng em. Và đôi lúc cái vấn đề đó nó lại là những cái mâu thuẫn giữa vợ chồng. Tại vì em biết là chồng em có thể làm được những điều như vậy, và thậm chí còn hơn như vậy nữa, nhưng do bản thân chồng em không muốn. Bởi vì có thể là anh sợ là nếu như mà anh mạo hiểm quá, có thể là cái sự mạo hiểm của anh nó sẽ làm ảnh hưởng đến vợ con. Chỉ là đơn giản là vậy thôi. Nhưng em biết nếu như anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ chồng em, em cũng sẽ ở bên cạnh chồng em. Và em chỉ cần mong muốn một ngày nào đó em nhìn thấy được sự thành công của chồng em đó. Chỉ đơn giản là vậy. Thực ra một cái bước ngoặt trong đời của một người đàn ông nó có thể là những dấu phẩy, nhưng chúng ta đừng biến nó thành những dấu chấm. Và chỉ còn một ngày nào đó Hứa Minh Đạt vẫn còn muốn đạt được một điều gì đó, bạn vẫn có thể là một Hứa Minh Đạt. Cố lên. Thật sự là khi mà tham gia chương trình của mình đó, bởi vì tên chương trình là Sao Hỏa Sao Kim, nghĩa là giữa đàn ông và đàn bà sẽ có những cái suy nghĩ và những cái quan điểm khác nhau. Thì đúng thật là khi bước vào chương trình này thì em thấy càng ngày càng rõ cái điều đó. Đôi khi vợ chồng chung sống với nhau thì có những cái là theo mình thì mình lại nghĩ là ông xã mình ổng như vậy như vậy như vậy, nhưng mà khi mà càng vào sâu chương trình, càng tiếp xúc với từng cặp đôi, tiếp xúc với từng chàng trai, từng cô gái, thì em lại nghĩ là hình như trước giờ mình cũng chưa hiểu ông xã mình lắm. Có lẽ như là những cái gì mình nghĩ thì không phải là chồng mình cũng nghĩ như vậy. Cụ thể đi. Có một điều đó là khi mà trước khi tham gia chương trình á, là em rất thích một người đàn ông gọi là hoàn hảo và thành công trong sự nghiệp. Nhưng mà sau khi tham gia chương trình em lại có một cái suy nghĩ khác. Đó là mình không thể nào mình kiếm được một người hoàn hảo được, mà mình phải biết cách chấp nhận một người có thể là người ta không hoàn hảo, bởi vì đôi khi bản thân mình cũng chưa hoàn hảo, cho nên là mình phải biết học cách chấp nhận nhau, yêu thương nhau và hy sinh cho nhau thì mới có thể bền vững được. Thực sự ra cuộc sống này không ai sinh ra để hoàn hảo hết. Dạ đúng. Và chúng ta nên cân nhắc lại giữa cái mong ước của mình và cái điều xảy ra trong thực tế. Chúng ta nên biết cách nhìn vào điểm tốt của nhau nhiều hơn là nhìn vào những điểm xấu để phàn nàn, đúng không quý vị? Dạ. Dạ vâng. Bây giờ thế này, có hai cái nhân vật mà mấy cái số của chương trình nó đều được nói tới, đó là nhân vật cô Thúy với là nhân vật chú Đạt. Đó là luôn luôn là được nói tới như là một cái gì đó, một cái hiện tượng siêu nhiên gì đó. Thì bây giờ Thanh Thúy, thì Thanh Thúy có một cái suy nghĩ gì về cái chương trình này? Cô không biết có suy nghĩ vô mà giờ ngồi nè, đó hai người hai bên vậy luôn đó. Hai bên vậy luôn hả? Là về nhà là có chuyện đúng không? Hay sao? Nói đùa thôi.
Thật sự là sở dĩ một phần nữa mình theo dõi không thiếu một số nào là tại vì mình thấy rằng đây là cái điều mà tất cả các cặp đôi đều gặp phải. Đó là sao hỏa, sao kim, đàn ông với đàn bà có hai cái luồng suy nghĩ rất là khác nhau. Và khó khi nào mà để cho các cặp đôi có thể chạm được cùng một cái tần số với nhau, người nam và người nữ. Cũng thấy là qua cái chương trình này giúp cho những cái khán giả đang xem chương trình và cũng như cả Thúy và cả anh Thịnh hiểu rõ về nhau hơn. Một cái nữa mà Thúy cũng thích khi mà xem rất là nhiều số, đó là mình nhận ra rằng là khi mà mới yêu nhau á, giống như các cặp đôi hình như một năm mới cưới phía bên phải này á, hiện tại đó như là bạn Vinh. Và bên chỗ Kali, cặp đôi đó mình thấy cái hình mẫu đó mình thích và mình chấp nhận mình đến với nhau. Nhưng mà bên đây, bên cái phe bên này á, dạ, thì bây giờ nó khác hẳn rồi. Nghĩa là qua một cái khoảng thời gian rất là dài, ít nhất là từ 5 năm cho tới 10 năm, thì từ từ nó thay đổi. Nó thay đổi từ ngoại hình cho tới tâm sinh lý các kiểu. Thành ra là cái phe bên này á, họ sẽ có một cái cảm nhận về đời sống vợ chồng nó khác. Và Thúy rút ra được một bài học, đó là ngày xưa Thúy rất là hay cằn nhằn anh Thịnh và đòi hỏi anh Thịnh là phải hoàn hảo hơn, giống như các bà vợ phía bên này. Nhưng mà bây giờ qua khoảng thời gian ở với nhau rồi, mình hiểu rằng là cái thời gian nó thay đổi, con người mình, bản thân của mình nó thay đổi luôn đây nè. Thật ra mình lại có những cái đòi hỏi khác. Chứ còn cái con người của người ta lúc mới cưới thì sao, nó y vậy. Thế bây giờ tính tình người ta nó cũng như vậy, chỉ tại vì mình thay đổi và mình đòi hỏi nó cao hơn mà thôi. Nếu như không hiểu nhau thì sẽ rất là khó để có thể đi tiếp. Tôi nói thật á, qua cái câu chia sẻ của Thanh Thúy thì tôi cũng muốn đúc kết lại một cái điều như thế này thôi. Rằng là trong mối quan hệ của vợ chồng, cái điều cuối cùng để giữ được cái độ bền, độ lâu trong một mối quan hệ hôn nhân, nó chỉ nằm ở hai cái chữ. Đó là biết điều. Bây giờ hỏi tiếp nữa thôi là Hứa Minh Đạt. Cái chủ đề của mình hôm nay là mình ơi, ta cưới lại nhé. Thì đã bao lâu rồi bạn không có làm một cái điều gì đó lãng mạn cho tình yêu của mình? Có chứ. Sao mặt anh đượm buồn vậy anh? Để người ta vô phiêu cái coi. À dạ. Thật ra là lúc nãy câu hỏi là có tiếc nuối gì khi mà trước khi cưới bé Dạ, thì thật ra là có tiếc nuối. Đó là? Tiếc nuối là chưa kịp hỏi bé Dạ, lúc đã đứng lên sân khấu, chưa kịp hỏi bé Dạ là em có tiếc nuối gì khi đã chấp nhận lấy anh làm chồng hay không? Lời thật sự nha. Trời ơi, sâu quá. Anh Barcelona, câu trả lời của anh qua cho em vậy. Barcelona ở xa lắm. Người ta tiếc nuối là vì người ta chưa kịp hỏi em có tiếc nuối cái gì hay không. Em thấy câu trả lời hay ghê không? Khi mà lấy anh Đạt là lúc đó em đang trong cái độ tuổi thanh xuân, 21 tuổi. Thì đối với em thì, và đối với tất cả người phụ nữ thì cái tuổi thanh xuân là cái điều quan trọng nhất. Và cái tuổi thanh xuân của em không màng đến, và em chấp nhận em lập gia đình với anh Đạt thì em đâu còn gì để tiếc nuối. Thanh xuân em xài chưa hết, em đã dành cho anh mất rồi. Thì đó, thì em không tiếc cả cái tuổi thanh xuân mà em còn không tiếc nuối thì còn cái gì em phải tiếc nữa. Anh hiểu không?